Cả nhà mình mở sách ra ha. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài chương số 8. Và cũng giống như tất cả mọi lần, hãy để tri thức dẫn đường cho cuộc sống ha. Trước khi đọc vào cái phần sách ngày hôm nay, mình điểm qua lại cái phần chương số 8, gan, trạm quản lý cho sức khỏe. Bởi vì lá gan là cái bộ phận quan trọng nhất của cơ thể và nó chi phối 500 chức năng ở trong cơ thể, cho nên là nó là một chương rất là dài. Chúng ta đã có 4 buổi đọc rồi đó. Thì cái việc thứ nhất là chúng ta hiểu được tổng quan về gan, trạm quản lý sức khỏe là như thế nào. Và đọc cái phần thứ nhất là chuyển hóa protein, là chuyển hóa đạm trong gan rồi, nó ảnh hưởng tới cái mỡ máu của chúng ta rất nhiều ha. Cái hai á, là chúng ta đọc về chuyển hóa chất béo. Thì chuyển hóa chất béo thì mình sẽ hiểu đúng hơn về béo phì và giảm béo khoa học, chữa lành mỡ máu cao và bệnh tim mạch và bệnh mạch vành, nhồi máu cơ tim cấp tính, tai biến mạch máu não. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục vào cái phần ngủ ngáy và cao huyết áp nha cả nhà. Tiếp sau đó chúng ta sẽ có hai buổi đọc nữa, một buổi về chuyển hóa đường, cholesterol cao và bệnh ống mật, và một buổi thì mình sẽ đọc về bệnh Woods rồi, có chữa khỏi được không, cách đặt tên một số bệnh khiến chúng ta hiểu lầm, và cuối cùng là bệnh vào tự miệng. Thì chúng ta sẽ có khoảng 3 buổi hoặc là 2 buổi đọc nữa ha cả nhà. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục vào cái phần về ngủ ngáy, sẽ lý giải được lý do tại sao mà chúng ta ngủ ngáy ha cả nhà. Rồi cả nhà mình mở trang 184 ha. Ngủ ngáy, mỡ máu cao còn có thể gây ra một vấn đề thường gặp trong cuộc sống của bạn, đó là kéo bể, trong y học gọi là ngủ ngáy. Hiện nay á, ngủ ngáy gây phiền toái cho rất là nhiều người trên thế giới. Chỉ vì chị ngủ ngáy mà mỗi năm á phải mở không biết bao nhiêu cuộc hội thảo tầm quốc tế nghiên cứu xem làm thế nào để đối phó với việc ngủ ngáy, làm thế nào để điều trị ngủ ngáy. Đương nhiên ngủ ngáy không phải do mỡ máu cao gây nên, không không phải do chỉ là do mỡ máu cao gây nên. Một số nguyên nhân khác cũng có thể gây ra ngủ ngáy, như là tình trạng thiếu ngủ trầm trọng nhiều ngày liên tục, không được ngủ một giấc ngon lành, khó khăn lắm mới yên ổn ngủ một giấc, lúc này sẽ rất là dễ bị ngủ ngáy. Ngoài ra bệnh đốt sống cổ này, hoặc là chứng viêm họng và tư thế cổ không hợp lý khi ngủ cũng gây tắc nghẽn đường thở, đều có thể dẫn đến ngủ ngáy. Nhưng kiểu ngủ ngáy thường gặp nhất, nghiêm trọng nhất là do mỡ máu cao gây nên. Ở nhà mình ha, đó, một người nằm ở bên cạnh với một người kéo bể, nó sẽ không có được thoải mái cho lắm đúng không ạ? Và cũng nhiều người cảm thấy phiền toái về nó. Để chúng ta xem cái việc ngủ ngáy đơn thuần nó có nguy hiểm gì không nha. Ngủ ngáy có nhiều mức độ, một số người ngáy ở mức không cao, có lúc không, cũng không vang, tiếp tục phát triển thêm sẽ lên một mức cao hơn, tiếng ngáy vang to làm ồn khiến người khác không thể ngủ được, thậm chí có thể khiến hàng xóm đang ngủ cũng tỉnh giấc. Mức độ cao hơn nữa đó chính là những người ngáy đến mức mà trong lúc ngủ xuất hiện rối loạn hô hấp. Những người này vốn dĩ lúc ngủ đang ngáy rất ngon lành, nào ngờ đột ngột ngưng lại, ngay cả hơi thở cũng ngừng luôn, nín thở. Có người thậm chí nín đến mười mấy giây, mấy chục giây xong mới thở lại tiếp. Và sau đó lại tiếp tục bắt đầu ngáy. Cũng có người cứ như thế nín thở mãi, đến sáng hôm sau cũng không tỉnh dậy, thế là cũng không bao giờ tỉnh lại nữa. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trong y học gọi là trạng thái ngủ này gọi là hội chứng ngưng thở khi ngủ. Rất sợ ha cả nhà ha, cái hội chứng này rất nhiều luôn ấy. Chính một người bạn của tôi cũng gặp vấn đề ngưng thở khi ngủ. Anh ấy tìm tới tôi không phải vì việc này, mà để giải quyết vấn đề của gan. Sau khi hướng dẫn anh ấy dùng chất dinh dưỡng một tháng, một hôm trong lúc nói chuyện, anh ấy vô tình kể với tôi về việc hàng ngày phải đeo máy thở đi ngủ. Tôi mới biết về vấn đề mà anh gặp phải. Anh ấy nói với tôi rằng là hồi đó anh phát hiện ra trong lúc ngủ đôi khi tỉnh giấc vì nín thở nên mới đi tìm chuyên gia. Bắt đầu là dùng máy theo dõi ghi lại tình trạng hô hấp lúc ngủ thì phát hiện ra là có vấn đề. Ý kiến điều trị của chuyên gia là đeo máy thở khi ngủ, yên tâm. Tôi xem qua phác đồ dinh dưỡng mà anh ấy dùng, liền bảo anh ấy về gỡ máy thở ra. Anh ấy bán tín bán nghi bảo không được, chuyên gia bảo rồi tôi phải đeo suốt đời. Tôi bảo không sao, anh cứ về tháo ra là được. Anh ấy vẫn không tin, và sau khi về ấy, anh ấy nói với vợ nè, tiến sĩ Vương bảo anh tháo máy thở ra, tối em chú ý đến anh chút nhé, nhỡ xảy ra chuyện gì. Bởi lúc đó sợ ngưng thở khi ngủ luôn á cả nhà. Bạn thử nghĩ xem, bỏ máy thở ra chắc chắn ngủ phải thoải mái hơn là đeo máy thở rồi.
Thế nên anh ấy rượu ngủ rất là ngon, nhưng thời gian đó khiến vợ anh ấy rất là mệt mỏi, nửa đêm cứ mỗi lúc lại phải xem anh ấy có còn thở không. Và mấy hôm sau bảo với anh ấy là hình như không sao nữa rồi, và đến cả tiếng ngáy cũng bé hơn trước rồi. Như thế là anh ấy mới bỏ hẳn máy thở, và đến hôm nay đã hơn 1 năm rồi. Cả nhà thấy không ạ, cái việc mà ngủ mà đeo một cái máy thở mình không trở, mình không có thoải mái gì được, rất là khó chịu đúng không ạ, mà được tháo ra thì nó cực cực kỳ là sung sướng. Đã khó ngủ, đã thở khó rồi, đeo cái máy thở đó à, không thoải mái ha. Trong bệnh viện, ngoài việc khuyên đeo máy thở ra, còn một phương pháp điều trị thường thấy khác, đó là phẫu thuật cắt bỏ các tổ chức bị gọi là bất thường. À, bác sĩ để cái chữ bất thường này ở trong mặt kép bởi vì trong cơ thể của chúng ta chẳng có gì là phải cắt đi cả, chẳng qua là bởi vì là chúng ta bị rối loạn cái gì đó mà thôi đúng không. Trong mũi hầu thực ra không có ý nghĩa gì lớn lắm, vì nguyên nhân cơ bản gây ra ngủ ngáy không phải nằm ở đó. Ở trên đã nói mỡ máu cao có thể dẫn đến tắc nghẽn mạch máu. Đoạn trước khi nói về bệnh tim mạch, chúng ta đã nhắc đến mạch máu lớn. Thật ra mỡ máu cao đầu tiên sẽ dẫn đến tắc nghẽn các mạch máu nhỏ, nhất là tắc nghẽn vi tuần hoàn, dẫn đến rối loạn vi tuần hoàn, là những mạch máu cực nhỏ đó cả nhà. Cho nên mỡ máu cao có thể gây triệu chứng khắp cơ thể của chúng ta, như là uể oải toàn thân nè, dễ mệt mỏi nè, giảm trí nhớ nè, mệt mỏi khó khôi phục nè, mất tập trung nè, thèm ngủ này, giảm chức năng các cơ quan toàn cơ thể, bao gồm cả chức năng sinh lý, và giảm luôn cả ham muốn. Trời, các bạn thấy mỡ máu cao nguy hiểm không ạ? Vậy mà mọi người cứ tối ngày đi ra ngoài để giải quyết cái vấn đề là nam khoa hay nữ khoa không, chứ không có giải quyết cái vấn đề của gan nữa không. Vi tuần hoàn của đại não là phong phú nhất, mỡ máu cao dẫn đến rối loạn vi tuần hoàn não, gây thiếu oxy não. Trong tình huống này, để các tế bào não nhận được nhiều oxy hơn, đại não sẽ ra lệnh cho trung khu hô hấp tăng tần số hô hấp, biên độ hô hấp rộng hơn, dẫn đến lượng khí vào vùng mũi hầu tăng lên. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn thì chỉ hô hấp bằng mũi cũng không đủ, đành phải dùng đến cả miệng, nên bạn thấy bệnh nhân bị mỡ máu cao bất luận lúc tỉnh hay ngủ đều thở há miệng. Trời ơi, giờ lý giải được rồi ha. Và khi người đó tỉnh, nếu bạn đứng gần có thể nghe thấy tiếng thở của anh ta. Tính chính là âm thanh sinh ra do luồng không khí lớn tràn gấp vào hầu họng và khí quản. Thì mình sẽ thấy được một cái con đường là thiếu cái mạch máu nó bị chèn, mỡ máu cao đó, dẫn đến á, là thiếu oxy của não. Thiếu oxy của não thì cơ thể vẫn buộc mình phải cung cấp đủ oxy, cho nên là ra lệnh cho cái hệ hô hấp của chúng ta thở nhiều lần, tăng cái tần số thở lên để mà đưa oxy vào cho đủ. Và lúc này á, thì nó sẽ gây ra cái âm thanh ở trong hầu họng của mình ha. Đó, và khi thở bình thường thôi là đã thấy đứng gần cũng nghe được tiếng thở, chính là âm thanh sinh ra do luồng không khí lớn tràn gấp vào hầu họng và khí quản. Cả nhà để ý khi đứng gần người lớn tuổi không ạ? Mình thấy họ thở, mình nghe được tiếng thở của họ đúng không ạ? Đây là do cái tình trạng thiếu oxy não đó cả nhà. Nói một cách dân dã chính là thở phì phò. Đợi tới khi anh ta nằm xuống đi ngủ, luồng không khí lớn này sẽ tràn vào phần hầu họng tương đối lỏng lẻo, khiến nó rung lên, chính là ngủ ngáy. À, thì khi mà ngủ á, thì lúc này sẽ không có quản lý được về cái dòng thở của mình. À, mặc dù vẫn cái tăng cái tần suất thở, cho nên là luồng không khí lớn sẽ tràn vào phần hầu họng tương đối lỏng lẻo, và lúc này khiến nó rung lên và đã là ngủ ngáy nhé. Chất dinh dưỡng có thể cải thiện nhanh chóng vi tuần hoàn của đại não. Thế nên hiện tượng ngưng thở sẽ biến mất. À, khiến tiếng ngáy từ to thành nhỏ, từ mạnh thành yếu, và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thì là chúng ta hoàn toàn yên tâm là cái ngủ ngáy nếu mà do vấn đề về mỡ máu cao, và không phải do tư thế ngủ, không phải do các cái vấn đề khác, mà do mỡ máu, do thiếu máu não, thì hoàn toàn có khả năng biến mất luôn cả nhà ha. Đó. Rồi. Thế thì chúng ta đã biết một trong những nguyên nhân gây ra ngủ ngáy, và cái nguyên nhân gây ra ngủ ngáy chính là thiếu oxy đó. Và trong quá trình này vẫn có khả năng gây ra chứng ngưng thở khi ngủ ở cả nhà ha, nguy hiểm không ạ? Rồi, và có hai cách để mà người ta giải quyết vấn đề ngủ ngáy. Cái thứ nhất đó là có thể là đeo ống thở, hai á là phẫu thuật cái mà gọi là bất thường ha. Rồi, còn cái vấn đề mà nhưng mà vẫn không giải quyết được, vẫn cứ bị phụ thuộc, không giải quyết được nhiều, và
muốn cải thiện hoàn toàn là chúng ta bổ sung dinh dưỡng để mà cải thiện cái vi tuần hoàn của não, dẫn đến là làm cho mạch máu của mình nó thông thoáng, không có bị mỡ máu. Một sát thủ khét tiếng khác trong các bệnh tim mạch chính là cao huyết áp. Cao huyết áp có cao huyết áp nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát đơn thuần là huyết áp tăng cao, không có quan hệ nguyên nhân và hệ quả rõ ràng với các bệnh khác. Cao huyết áp thứ phát á, là nguyên nhân nó từ một cái bệnh khác mà ra ha. Ví dụ như viêm thận cũng dẫn đến cao huyết áp. Và hôm nay chúng ta chỉ thảo luận vấn đề cao huyết áp nguyên phát. Mặc dù sách y học nói rằng nó có thể liên quan đến yếu tố như di truyền, ăn uống, nhiều muối, áp lực tinh thần, nhưng cho dù thế nào thì cao huyết áp cũng đều là do vấn đề điều tiết truyền dẫn trong mạch máu mà ra. Đó. Nhất là khi mà cái độ đàn hồi của mạch máu kém, lúc cần co thì không co, lúc cần giãn thì không giãn. Y học gọi đó là giảm khả năng co giãn của mạch máu. Khả năng co giãn chính là việc mạch máu có thể điều chỉnh đường kính lòng mạch tùy theo lưu lượng máu nhiều hay ít, và khi nào cần co lại thì co, khi nào cần giãn thì sẽ giãn, để duy trì huyết áp bình thường. Mà chúng ta thấy bị sơ vữa sơ cứng thì cái độ đàn hồi đâu còn đâu, rất giòn luôn. Lấy ví dụ với một cánh cửa, từng người một đi qua thì khung cửa không có gánh nặng gì. Nếu 10 người đi qua cùng một lúc thì khung cửa sẽ phải chịu áp lực rất là lớn, thậm chí có thể bị chen gãy. Nhưng nếu khung cửa có độ đàn hồi khi 10 người đến giãn rộng ra theo lượng tương ứng thì áp lực sẽ được hóa giải. Thứ mà mạch máu của con người có chính là khả năng ứng biến như thế, nhưng nếu khả năng này yếu đi thì huyết áp sẽ tăng cao. Cho nên nguyên nhân cơ bản của cao huyết áp chính là do khả năng co giãn của mạch máu kém đi. Hầu hết độ tuổi mắc bệnh của bệnh nhân cao huyết áp cũng ủng hộ hiện tượng này. Cao huyết áp chủ yếu gặp ở người trung, người cao tuổi, rất ít gặp ở người trẻ. Nhưng bây giờ thì bắt đầu rồi, cả nhà ha, bây giờ bắt đầu nhiều rồi đó. Thì cả nhà nhìn thấy cái hình ở trên này nè. Huyết áp chính là áp lực của máu đè lên trên thành mạch. Khi mà đi qua một lượng nhiều mà không có độ giãn ra, nó sẽ gây áp lực ở trong thành mạch máu. Và nếu như mà cái lượng này nó ít đi thì rất là dễ dàng đi qua rồi ha. Cho nên cái độ co giãn của mạch máu này á, nó rất là quan trọng. Nhiều người coi thường nó, nhưng mà sau khi ấy liền thấy cái mình đang dùng cái gói wellness viên quá cực kỳ là tuyệt vời cả nhà, bởi vì á nó có các đủ các vitamin khoáng chất làm cho thành mạch máu của mình á, cái tế bào của nó khỏe thì nó duy trì được cái độ co giãn này. Cái thứ hai á là nó có cái viên tảo nâu như thế này nè, thì nó sẽ giúp cho mình bảo vệ được cái tế bào ở thành mạch máu, nó gây ra không có bị hiện tượng xơ vữa xơ cứng đó. Nó bảo vệ cho cái tế bào mạch máu này hoạt động bình thường thì nó vẫn giữ được độ co giãn. Và cái omega 3 thì nó giúp mình thông thoáng mạch máu, loại bỏ được bớt cái phần mỡ ở máu nè, loại bỏ cái việc mà tạo ra các cái mảng xơ vữa xơ cứng nè. Và ba cái viên đó kết hợp với nhau là một cái mà thành phần cực kỳ hoàn hảo để bảo vệ mạch máu, và mạch máu cực kỳ đẹp khi mà chúng ta dùng cái gói viên này. Tuyệt vời không cả nhà? Rồi ha. Đây, cái tăng huyết áp thì những cái triệu chứng của tăng huyết áp ở nhà mình chụp hình để lại ha. Rồi đó, còn cái mạch máu gây ra những cái trường hợp bị chèn như vậy, đang đi ngang qua ngon lành, đến đây bị chèn lại ha, và sau đó hình thành những cục máu đông. Hình thành cục máu đông thì gây ở não thì gây xuất huyết não, xơ vữa động mạch đó, đây như vậy. Còn nếu ở tim thì mọi người biết rồi, nhồi máu cơ tim nha. Rồi, rất ít gặp ở người trẻ, nhưng bây giờ người trẻ có rồi ha cả nhà ha, bởi vì cái không khí ô nhiễm rồi, môi trường ô nhiễm, cái thức ăn bẩn nó vào độc tố nhiều, nó làm cái thành mạch của mình bị tổn hại nghiêm trọng, nó mất cái độ đàn hồi có luôn. Điều này là do thời kỳ thanh thiếu niên, độ đàn hồi và giãn nở của mạch máu rất là tốt, và mạch máu của người trung và cao tuổi đã lão hóa, giảm độ đàn hồi khi khả năng co giãn kém. Cho nên phương hướng chính xác trong điều trị cao huyết áp là cải thiện độ đàn hồi của mạch máu để chúng khôi phục lại trạng thái bình thường, chứ không phải như cách điều trị của y học hiện nay. Y học hiện nay làm cái gì? Bệnh viện điều trị cao huyết áp như thế nào? Bác sĩ sử dụng thuốc hạ huyết áp. Tác dụng hầu hết của thuốc hạ huyết áp là gì? Nới cái mạch máu ra, giãn cái mạch máu ra như hình 20 thể hiện này. Đó, nó đang nhỏ như vậy thì bẻ nó ra cho nó bự ha. Rất rõ ràng, bên đường kính trong lòng mạch nhỏ là trạng thái bình thường của thành mạch. Nó giống như lúc thường khi đi bộ, hai tay hạ xuống thì đi lại rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu bạn giơ hai tay lên và đi bộ thì chỉ một lát là bạn đã cảm thấy mệt và muốn thả tay xuống. Cũng nguyên lý y như vậy, mạch máu của chúng ta bị giãn ra một tác động của thuốc
À, giống như nó đang phải giơ tay giống như vậy. À, và hạ huyết áp trong thời gian dài nó sẽ mệt mỏi, nó cũng muốn trở về trạng thái vốn có của nó chứ. Nếu để nó thực sự trở về với trạng thái vốn có thì huyết áp lại tăng cao. Cho nên để các mạch máu không nghe lời kia tiếp tục giữ ở trạng thái giãn nở, chỉ có cách là tăng lượng thuốc hạ huyết áp. Cho nên mọi người thấy không ạ, ban đầu có mỗi người bị cao huyết áp sẽ dùng nửa viên hạ huyết áp là được. Thời gian kéo dài phải tăng lên thành một viên, vẫn không được thì phải tăng hai viên, vẫn chưa được thì đổi sang loại thuốc khác mạnh hơn, vẫn không được thì dùng kết hợp nhiều loại thuốc. Mục đích của nó rất là đơn giản, để mạch máu giữ được trạng thái giãn nở mãi. Mạch máu sẽ vì vậy trở nên vô cùng mệt mỏi và uể oải, cứ như thế giữ trong thời gian dài sẽ dẫn đến việc một số thành phần trên thành mạch thay đổi trạng thái, thậm chí là biến mất. Nguy hiểm chưa? Vừa biến mất mà lúc đó vì tác dụng của thuốc khiến cho mạch máu của mình nó lại bị xơ vữa nhanh hơn. À, cái độ co giãn nó càng ngày càng khó co giãn hơn nữa. Con người chết là do làm việc mệt nhọc lâu ngày, gọi là chết vì kiệt sức. Nếu các bộ phận trong cơ thể quá sức, giống như mạch máu lúc nào nó cũng bị kéo co giãn ra, giãn ra như vậy trong thời gian dài thì nó cũng gây ra cái chết. Trong y học gọi đó là chứng teo đét thể suy dinh dưỡng. Dưới tác dụng của thuốc hạ huyết áp, mạch máu giãn nở bị động lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng một số thành phần trong thành mạch máu, nhất là cơ trơn của thành mạch bị teo, gây biến dạng thành mạch máu, khiến độ dai của mạch máu ngày càng kém đi, yếu đi, rất dễ bị vỡ và xuất huyết. Cả nhà hiểu lý do tại sao người uống thuốc hạ huyết áp vẫn bị xuất huyết không ạ? Cho nên uống thuốc hạ huyết áp không thể giải quyết được vấn đề cao huyết áp. Kể cả ngày ngày kiên trì uống thuốc giữ huyết áp ở mức bình thường, nhưng do tình trạng thành mạch máu ngày càng kém đi, cuối cùng vấn đề những người này gặp phải có thể vẫn nằm ở cao huyết áp. Bạn có thể tới khoa ngoại thần kinh của bệnh viện xem thử có bao nhiêu người uống thuốc hạ huyết áp mà vẫn bị xuất huyết não. Nguyên nhân chính là đây. Cả nhà thấy sợ không ạ? Dùng thuốc ha sẽ làm cho cái mạch máu của chúng ta đã đang gặp vấn đề còn gặp vấn đề nhiều hơn đó, và chuyện gì xảy đến nó sẽ đến ha, nó sẽ gây ra cái chứng chảy xuất huyết não. Nếu Y học con dinh dưỡng có thể giải quyết vấn đề cao huyết áp một cách dễ dàng. Ở nhà lưu ý chỗ này nha, nguyên nhân gốc rễ gây ra cao huyết áp là tính đàn hồi của thành mạch máu kém đi. Vậy thì ta chỉ cần giúp cho nó phục hồi tính năng này. Tính đàn hồi của mạch máu kém đi nhất định là do cấu trúc của thành mạch bị tổn thương, hoặc thành phần cấu tạo có vấn đề. Vậy thì cần cung cấp cho mạch máu các chất dinh dưỡng cần thiết để cải tạo nó là được rồi. Chất dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ rồi, nhất là những dưỡng chất cơ bản cấu tạo nên mạch máu như là protein, vitamin nhóm B, vitamin C, canxi, magie, vân vân. Thành mạch máu khi đó sẽ dựa vào khả năng phục hồi để tự sửa chữa. Và khi cấu trúc đã ổn, độ đàn hồi, tính co giãn được khôi phục, chứng cao huyết áp cũng sẽ tự khỏi một cách tự nhiên. Cho nên cao huyết áp hoàn toàn có khả năng chữa khỏi ha cả nhà ha. Dùng chất dinh dưỡng có thể điều trị cao huyết áp, tùy theo từng bệnh nhân mà thời gian cần để chữa lành cũng khác nhau rất nhiều. Có người 2 tuần là ổn, có người phải nửa năm, có người phải 1 năm. Nhưng mà người thấy đi theo Tây y thì sao ạ? Dài dài bao nhiêu năm trời không có một điểm dừng, đúng không? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tổn thương của thành mạch máu. Tổn thương nhẹ thời gian cần phục hồi ngắn, tổn thương nặng thời gian cần phục hồi sẽ dài. Hệ thống mạch máu toàn thân là một hệ thống khổng lồ, khi bị tổn thương nặng sẽ cần một lượng dinh dưỡng rất lớn để chữa lành, mất nhiều thời gian cũng là điều dễ hiểu cả nhà ha. Mạch máu của chúng ta nếu nối lại với nhau á, thì là gấp đôi cái vòng trái đất, kinh khủng không cả nhà? Cho nên là nó cần thời gian, và đó là lý do mà nếu như chúng ta mà bị nghẽn bị này kia, chúng ta mổ thì chúng ta thay stent, thì cứ thử tưởng tượng chỗ nào nó cũng bị thì bao nhiêu cái stent là đủ ha. Dùng chất dinh dưỡng để điều trị cao huyết áp, cho dù trong thời gian ngắn huyết áp không có dấu hiệu hạ xuống rõ rệt, thì cũng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng và sâu xa. Vì cùng với việc không ngừng sử dụng chất dinh dưỡng, sức bền của thành mạch máu của bạn cũng sẽ tăng lên đáng kể, không dễ xảy ra xuất huyết não, có thể ngăn chặn và dần dần giảm khả năng xảy ra các biến chứng của cao huyết áp như là bệnh lý đáy mắt nè, bệnh thận nè. Chỉ cần kiên trì sử dụng, nhất định sẽ có một ngày chữa khỏi hoàn toàn chứng cao huyết áp và các biến chứng của nó. Cả nhà đã từng nghe về những bệnh cao huyết áp và những biến chứng của nó rất là kinh khủng mà cả nhà ha. Vậy mà chỉ cần mà dùng dinh dưỡng thôi sẽ có một ngày chữa khỏi hoàn toàn chứng cao huyết áp và các biến chứng của nó. Thế quá dễ đúng không cả nhà?
Còn mà dùng cái thuốc huyết áp đi rất là nguy hiểm. À, cả nhà ơi, thì sáng nay Liên đã đọc xong cái phần sách của y học dinh dưỡng về cái phần còn lại của phần thứ hai, đó là chuyển hóa chất béo. Thì đọc về cái phần ngủ ngáy cũng như là chuyển hóa đường, à quên, là cao huyết áp, thì chúng ta được biết là ngủ ngáy nguyên nhân là do mỡ máu cao ha, xong nó gây ra cái não bị thiếu thiếu oxy, cho nên là cơ thể của mình yêu cầu là phải thở nhiều lên để đưa oxy cung cấp đầy đủ cho não. Chính vì việc thở nhiều hơn như vậy nó gây ra cái vấn đề hầu họng của mình, âm thanh nó tạo ra âm thanh khi thở, và khi ngủ á thì cái lượng không khí đi vào trong cái hầu họng của mình nó lỏng lẻo, nó gây ra cái, nó làm cho rung lên và nó gây ra ngủ ngáy ha. Ngủ ngáy hiện nay ở ngoài á, thì Tây y người ta điều trị bằng hai phương pháp, một là eo cái ống thở, bởi vì nếu mà để trường hợp bị ngưng thở khi ngủ cho nên phải đeo ống thở. Cái trường hợp thứ hai là người ta sẽ đi phẫu thuật cắt bỏ những thứ người ta cho là bất thường đó. Nhưng mà về y học dinh dưỡng thì không cần phải làm điều đó, chỉ cần cải thiện cái vi tuần hoàn của máu, có nghĩa là giải quyết cái vấn đề mà mỡ máu, giải quyết triệt để thì cái vấn đề ngủ ngáy sẽ từ từ sẽ giảm dần mà không có còn nữa, và cái chứng ngưng thở khi ngủ cũng sẽ không còn nữa. Đó là về ngủ ngáy ha. Đó, mỡ máu cao gây ra các vấn đề trong khắp cơ thể của chúng ta chứ không phải ở mỗi cái việc ngủ ngáy. Uể oải toàn thân này, dễ mệt mỏi này, mệt khó khôi phục. Ai đang bị như vậy là biết mình đang gặp vấn đề gì đó ha. Giảm trí nhớ, mất tập trung, thèm ngủ, giảm chức năng của cơ quan toàn cơ thể cũng gồm giảm chức năng sinh lý và giảm ham muốn luôn. Về cao huyết áp á, thì nó có hai cái nguyên nhân, nguyên phát và thứ phát. Mà thứ phát là do cái bệnh khác nó gây ra cao huyết áp, còn nguyên phát thì đều do vấn đề dẫn truyền trong mạch máu, là độ đàn hồi của mạch máu kém, khả năng đàn hồi co giãn mạch máu bị kém đi á, nó gây áp lực cho thành mạch máu á, thì nó sẽ gây ra các triệu chứng của tăng huyết áp là đau đầu này, hoa mắt, ù tai này, thở nông này, chảy máu này, đau ngực, khó thở, tim đập nhanh, chóng mặt, mắt nhìn mờ, mặt đỏ, buồn nôn, ói mửa, tiểu máu, mất ngủ nè. Và cái việc mà thiếu máu cho lên khi mà áp lực ở thành mạch máu như vậy là do cái độ co giãn của mạch máu. Vậy thì chúng ta ở bên ngoài Tây y á, thì người ta sẽ cho uống thuốc hạ huyết áp bằng việc nong cái mạch máu nó ra, thì nó sẽ gây ra cái trạng thái mệt mỏi và mạch máu nó rất là muốn quay trở về, và bắt đầu để chống lại cái việc mà mạch máu nó trở về nguyên trạng thì bắt đầu tăng liều huyết áp, thuốc tăng huyết áp lên, từ đó nó gây ra cái vấn đề là mạch máu bị mệt mỏi, lâu dần một số thành phần trên mạch máu bị biến mất. Như là cơ trơn của thành mạch bị teo rồi biến mất, độ dai của mạch máu bị kém đi, dễ vỡ và bắt đầu xuất huyết. Cho nên là người ta uống thuốc huyết áp người ta vẫn bị xuất huyết não ha cả nhà ha. Cho nên quyết định là kết luận là thuốc hạ huyết áp không quyết định được vấn đề cao huyết áp như cả nhà. Còn y học dinh dưỡng thì hỗ trợ như thế nào? Vì đây là do cái tính đàn hồi của thành mạch máu bị tổn thương, cho nên hoặc là cấu tạo của mạch máu đang có vấn đề, thì chúng ta chỉ cần cung cấp cho nó dinh dưỡng cần thiết để cải tạo nó là được rồi đó. Và chất dinh dưỡng cấu tạo nên mạch máu rất là đơn giản: protein, các vitamin nhóm B, C, canxi, magie. Khả năng tự phục hồi lúc đó sẽ được sửa chữa, tính co giãn được phục hồi, huyết áp sẽ được tự chữa khỏi một cách tự nhiên, và khi đó sức bền của mạch máu tăng lên đáng kể thì nó lại không dễ xảy ra xuất huyết não, nó ngăn chặn các biến chứng của cao huyết áp như là bệnh lý đáy mắt, bệnh thận. Và chỉ cần kiên trì sử dụng nhất định một ngày sẽ chữa khỏi hoàn toàn chứng cao huyết áp và các biến chứng của nó. Các bạn thấy như vậy thì những người đang bị huyết áp như vậy đây có phải là một tin tốt không ạ? Đúng không cả nhà? Rất là tốt ha. Thế thì chúng ta đi chia sẻ cái tin tốt này cho mọi người.